Các em thân mến, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn hóa học 10 thuộc chương trình mới sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thời gian làm bài 45 phút, mã đề là 132, gồm 31 câu, trong đó có 28 câu trắc nghiệm. Các em tải đề dưới phần mô tả video nhé. Nào, chúng ta bắt đầu luôn. Câu số 1. Nội dung thuộc đối tượng nghiên cứu hóa học là gì? Thì hóa học nghiên cứu về sự biến đổi chất, nghiên cứu về chất và sự biến đổi chất. Các em chọn đáp án D luôn nhé. Câu B liên quan tới vật lý, câu A cũng vật lý này, sự tiến hóa của loài người, đây là lịch sử rồi. Câu số 2. Một loại nguyên tử hydro có cấu tạo đơn giản nhất, chỉ gồm một electron và một proton, không chứa neutron. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tử hydro này? Đây là nguyên tử nặng nhất trong các trong số các nguyên tử cho biết hiện nay. Đây là sai rồi, chắc đây là nguyên tử nhẹ nhất rồi. Câu 2. Khối lượng nguyên tử sắp xỉ bằng 2 AMU. Các em để ý rằng trong nguyên tử á, thì nó chỉ có một proton và một electron thôi, trong khi một proton á, thì sắp xỉ bằng 1 AMU, trong khi là khối lượng một electron á, nó sắp xỉ bằng 0,00055. Thằng này á, là 0,00055, này là AMU nha, rất là nhỏ. Này là 1 AMU, sắp xỉ 1 AMU, một đơn vị khối lượng nguyên tử. Do đó tổng lại thì không thể nào ra 2 AMU được. Hạt nhân nguyên tử có khối lượng xấp xỉ khoảng 1818 lần khối lượng lớp vỏ. Hạt nhân nặng gấp 1818 lần khối lượng lớp vỏ. Vậy là các em chỉ cần là lập cái tỷ số này nha, lấy 1 chia cho số này, kiểm tra bao nhiêu nha. Một chia cho 0,00055. Đây, 1818 lần, đúng ha. Vậy là khối lượng hạt nhân nặng gấp 1818 lần khối lượng của vỏ nguyên tử. À, đúng nè. Vậy là chọn câu C luôn em ha. Còn kích thước của nguyên tử bằng kích thước hạt nhân là sai. Hầu hết là nguyên tử có cấu trúc rỗng, do đó kích thước nguyên tử nó khoảng gấp 10-14 lần, là 10.000 lần kích thước hạt nhân. Nên là bằng là sai này. Các em chọn C. Câu số 3. Nguyên tử gồm hạt nhân chứa proton và neutron, và vỏ là vỏ nguyên tử là chứa các electron. Này hợp lý đúng không các em? Hợp lý rồi nè. Hạt nhân chứa proton và electron là sai này, vậy chắc chắn là câu A luôn rồi. Câu 8. Tất cả các nguyên tử có số đơn vị điện tích hạt nhân là 8 đều thuộc các nguyên tử nào sau đây? Tất cả các nguyên tử mà có cùng số điện tích hạt nhân, nghĩa là cùng số proton, nó là những nguyên tử cùng loại và nó là oxy luôn. Oxy là ở ô thứ 8 trong bảng tuần hoàn. Carbon là bằng 6 thôi. Helium là 4 và hydro là 1. Câu số 5. Cho các nguyên tử sau A, Z bằng 8, A 16, B, C, D. Trong các nguyên tử trên, các nguyên tử nào thuộc một nguyên tố hóa học? Thì các em kiểm tra xem những nguyên tử mà cùng một nguyên tố hóa học, nghĩa là cùng số Z nha, nó có cùng số Z, nghĩa là cùng số hiệu nguyên tử hay là cùng số proton đó. 8 này, 8 này. Vậy là chúng ta có A và C. Các em chọn A và C, nguyên tử A và nguyên tử C chính là nguyên tử oxy á, hai đồng vị của oxy. 8 16 và 8 17 đó các em. Câu 6. Nguyên tử nitrogen có 7 electron, điện tích hạt nhân của nguyên tử này là bao nhiêu? Thì các em biết rằng số điện tích hạt nhân chính là bằng số proton. Do trong nguyên tử số proton bằng số electron nên sẽ có 7 điện tích hạt nhân ha. Vậy là cộng 7 nha. Mỗi cái điện tích hạt nhân là mỗi proton, mà mỗi proton thì mang điện tích là cộng 1 ha, do đó là cộng 7. Câu 12. Orbital B có dạng hình gì? Orbital B là có hình số 8 nổi nha. Còn hình cầu chính là orbital S. Câu 8. Trong tự nhiên lithium có hai đồng vị là lithium 7 và lithium 6. Nguyên tử khối trung bình lithium là 6,93%. Số nguyên tử đồng vị lithium 7 là bao nhiêu? Thầy gọi X là phần trăm đồng vị lithium 7 thì dẫn đến lithium 6 chính là 100 trừ X. Tại vì hai đồng vị này có trong tự nhiên là 100%.
này 9 chiếm x phần trăm thì thằng còn lại phải là 100 trừ x. Cái mình dùng không? Ví dụ này chiếm 10% đi, thì thằng này sẽ là 90%. Thằng này 80% đi, thằng này sẽ là 20%. Do đó chúng ta áp dụng công thức nghiêng từ khối trung bình, đó là m trung bình chính là 6,93. Và các em lấy phần trăm nhân cho số khối là 6 nhân cho 100 trừ x cộng cho 7 nhân x chia tổng phần trăm là 100%. Đến đây thầy sẽ bằng luôn, tương đương nhân 2 vế cho 100, lúc này sẽ là 693 bằng này mất mẫu nha, phần trăm bên đây sẽ là 600 trừ 6x cộng 7x. Ở đây sẽ là bằng, còn lại là hai cái này còn là x. Chuyển 600 vào đây thì còn là 93. Vậy là ly ti 7 chiếm 93%, 93% chọn câu A. Nguyên tố magie thuộc chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn. Nguyên tử của nguyên tố magie có số lớp electron là bao nhiêu? Số lớp electron chính là bằng số chu kỳ. Magie thuộc chu kỳ 3 nghĩa là nó sẽ có 3 lớp electron. 3 lớp electron. Số chu kỳ bằng số lớp nha. Tiếp theo câu số 10. Câu 9 này đánh nhầm. Câu số 10. Sự phân bố electron vào các lớp và phân lớp căn cứ vào đâu? Thì sự phân bố electron của các lớp và lớp chúng ta căn cứ vào cái mức năng lượng, mức năng lượng từ thấp đến cao, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 vân vân, và các phân lớp nữa ha. Vậy là các em chọn là mức năng lượng của electron. 11. Lớp M chứa số electron tối đa là bao nhiêu? Lớp M thì các em đọc trong miệng là lớp K, lớp L, lớp M. K là lớp gần hạt nhân nhất, là K bằng N bằng 1. Lớp K đến L là bằng 2. M là bằng 3. Lớp thứ 3 nó sẽ có 3 phân lớp nha, 3 phân lớp, đó là phân lớp S, phân lớp B và phân lớp D. Phân lớp S thì chứa 2 electron tối đa. Phân lớp B là chứa tới 6 electron tối đa, có 3 orbital. Thằng này có 5 orbital là 10 e tối đa. Là 5 cái ô vuông đó các em, cộng lại là tất cả là bằng 18 ha. 18. Câu số 12. Lớp electron thứ tư còn gọi là lớp nào? K, L, M đến N lớp 4, đến O đến B 5, 6, bây giờ. Và lớp 4 chính là lớp N. Câu 13. Cấu hình electron của nguyên tử sunfua lưu hình đó z bằng 16 là các em viết từ nhỏ đến lớn nha. Lớp 1 là có 1s2, lớp 2 là 2s và 2b, 2s2, 2b6. Lớp 3 là 3s, 3b. Chúng ta viết tới đây thôi, 10 rồi, 12 và 3b4 là 16. Các em chọn câu C luôn. Câu 14. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố phosphorus là phosphor đó, z bằng 15, có số electron độc thân là, bây giờ mình phải viết cấu hình của nó ra nha, cấu hình ngoài cùng của nó để chúng ta xác định số electron độc thân. Cấu hình của nó là 1s2, 1s2, 2s2, 2b6, 3s2 và 3b3. 10 này. Vậy là 3b3 thì các em thấy rằng cái này nó đầy rồi. Nó đầy rồi, còn cái này này. Phân lớp B là có 3 orbital. Thì chúng ta theo quy tắc hình, chúng ta biết làm sao cho số electron điền lên trên các orbital này là số electron độc thân là tối đa. Thì các em phải điền vào mỗi cái orbital là một cái electron nha. Phải biết là hướng lên nha, không được biết hướng xuống đâu. Do đó là có 3 electron độc thân trên cái phân lớp B này. Còn mấy chỗ này là bảo hòa rồi, hai là bảo hòa rồi. 1, 2 bảo hòa, tương tự bảo hòa rồi. Câu số 15.
Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X là 3s2. Xác định số hiệu nguyên tử X, chắc chắn nó là nguyên tố magie rồi. Thuộc nhóm 2A chu kỳ 3 và nhóm 2A. Thì nó là magie đó. Không thì các em viết ra để chúng ta xác định số electron. 1s2, 2s2, 2p6 là 10 rồi. 3s2, đây, đây là cấu hình của nguyên tử magie. Thế nào? Là bằng 12. Câu 16, số hiệu nguyên tử của nguyên tố hóa học bằng số hiệu nguyên tử thì nó sẽ bằng số thứ tự, nghĩa là bằng số ô đó, số thứ tự của ô nguyên tố, số electron lớp ngoài cùng là sai rồi, chắc là bằng số thứ tự ô nguyên tố rồi. Còn số thứ tự của chu kỳ là bằng số lớp electron, còn số thứ tự của nhóm nó sẽ bằng số electron lớp ngoài cùng. Câu 17. Cấu hình electron của nguyên tử oxygen là oxy đó, là nó là 8 đúng không? Vị trí của oxy trong bảng tuần hoàn là ở ô thứ 8. Ô thứ 8, đây câu D và câu chu kỳ 2 vì có hai lớp. Và cái nhóm là nhóm 6A. Các em thấy rằng ở lớp thứ 2, lớp ngoài cùng nó có 6 electron. Có 4 trên phân lớp B và có 2 trên phân lớp S, tổng là 6 electron, là thuộc nhóm 6 và được thuộc khối B, là nó có điền trên phân lớp B, nó thuộc khối B nha. 6A. Câu 18. Nguyên tố aluminium là nhôm, aluminium, nhôm có số hiệu nguyên tử là 13 và nhôm thuộc khối nguyên tố nào? Thì chúng ta viết được cái cấu hình của nó ra để các em kiểm tra xem. Thì nó là thuộc khối B rồi. Tại vì khi các em viết ra cái electron ngoài cùng điền trên phân lớp B. 1s2, 2s2, 2p6 là 10 rồi đúng không? Đến 3 này, 3s2 là 12 rồi. Sau đó đến 3p1, có một electron độc thân. Và electron này điền trên phân lớp B. Điền trên phân lớp B. Do đó là nguyên tố khối B nha. Em hiểu không? Còn nguyên tố khối S là ví dụ magie này, nó thuộc nhóm 2A kim loại kim thổ này. Nên nó là nguyên tố khối S. Còn nhôm là nguyên tố khối B. Câu 19. Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất? Chắc chắn là fluor rồi. Tại vì các fluor, brom, phosphorus, iốt thì fluor nó nằm ở cuối chu kỳ 2 và đầu nhóm thứ 7, do đó nó làm phi kim mạnh nhất. Tại vì cuối chu kỳ là từ đầu đến cuối chu kỳ thì là tính phi kim tăng dần. Còn trong một nhóm từ trên xuống dưới á, thì tính phi kim lại giảm dần. Do đó fluor này này là nguyên tố ở cuối chu kỳ 2 và đầu nhóm 7. Do đó nó là một phi kim mạnh nhất. Ha, các em nhớ cho thầy nha. Nó ô thứ 9. Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng về xu hướng biến đổi tính phi kim trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học? Tính kim loại nhé. Tính kim loại các nguyên tố sẽ tăng theo chiều từ trái sang phải trong một chu kỳ là sai này. Từ trái sang phải theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân á, thì tính phi kim nó phải tăng lên, còn tính kim loại lại giảm xuống rồi. Tính kim loại giảm dần theo chiều từ trái sang phải trong một chu kỳ và tăng dần từ trên xuống dưới trong một nhóm, hợp lý đúng không? Khi đi từ trên xuống dưới á, thì đi theo chiều điện tích hạt nhân tăng thì nó khả năng nhường electron nó càng tăng lên, nên tính kim loại tăng. Mà khả năng nhường electron tăng thì khó thu, do đó tính phi kim giảm. Thì câu này đúng luôn rồi đúng không em? Đúng luôn, câu B luôn nha. Câu 21, độ âm điện là gì? Độ âm điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng nhường electron. Nhường electron không phải đâu. Đại lượng đặc trưng cho khả năng tạo thành phân tử, đại lượng đặc trưng cho khả năng tạo, đây là đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử nguyên tố khi tạo thành liên kết. Chắc chắn là các em phải phân vân hai câu này đúng không? Độ âm điện là định lượng đặc trưng cho khả năng nhường electron của một nguyên tố khi tạo thành liên kết hóa học. Khả năng hút electron. Thì rõ ràng câu này thì các em thấy là hai câu này nó hầu như là nó đều đúng, làm trong cái định nghĩa là gì? Đại lượng đặc trưng cho khả năng liên kết hóa học để tạo thành phân tử.
Tất nhiên các nguyên tử nó sẽ liên kết hợp với nhau. À, thì độ âm điện đặc trưng cho khả năng liên kết để tạo thành phân tử. Ví dụ như hai nguyên tử mà liên kết với nhau thì tạo thành phân tử đúng không em? Hoặc là ba nguyên tử liên kết với nhau cũng tạo thành phân tử. Do đó thì trong quá trình nó liên kết thì có nguyên tố là nhường electron, cũng có nguyên tố nhận electron. Do đó là hai câu này đều là hợp lý. Nhưng mà câu chung là đại lượng đặc trưng cho khả năng tạo thành phân tử, nó liên kết tạo thành phân tử thì câu này đúng này. Nó bao hàm cả hai ý trên luôn, ý A và ý D luôn. Câu 22. Sunfur là lưu huỳnh là nguyên tố học thuộc nhóm 6A trong bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất của sunfur. Nhóm 6A thì chắc chắn là nó có 6 hóa trị 6, chính là hóa trị cao nhất của nó so với oxy. Do đó công thức học của nó là SO3. Nhận đáng lẽ là mình viết theo quy tắc hóa trị là S2O6, nhưng mà chúng ta phải đưa về cái tỷ lệ số nguyên tử là tối giản. Do đó mình sẽ chuyển thành SO3 đó các em. Lưu huỳnh trioxit ha. Hóa trị 6. Câu 23. Oxit nào sau đây có tính 3 giờ mạnh nhất? Có tính 3 giờ mạnh nhất thì chắc chắn là phải đầu chu kỳ. Cái này là cuối chu kỳ mất rồi. Ha. Chắc chắn là natri là tính 3 giờ mạnh nhất ha. Đầu chu kỳ 3. Sau đó nó mới đến magie. À. Câu 24. Trong các chất dưới đây, chất nào có tính axit mạnh yếu nhất? Axit yếu nhất là những cái hydroxit mà nó nằm ở chỗ mà tiếp nối chuyển từ kim loại sang phi kim á. Thì ở đây phốt pho rõ ràng là một axit trung bình rồi. Axit sulfuric là axit mạnh, và axit HClO4 này là một axit rất mạnh rồi. Thì chắc chắn là cái silic này nó thuộc nhóm 4. Do đó nó là kim loại chuyển tiếp, nó là á kim, do đó là nó là một axit yếu ở đây nha. Nó là một axit yếu. 25. Các nguyên tố kim loại thuộc nhóm 1A được gọi là gì? Kim loại thuộc nhóm 1A người ta gọi là kim loại kiềm. Còn nhóm 2A là kim loại kiềm thổ nha. Nhóm kim loại kiềm. À, nhóm này nhóm 2A rồi. Nhóm khí yếm là 8A. Nhớ nha. Còn nhóm halogen là nhóm 7A. Nó gần với nhóm khí hiếm này. Câu 26. Nguyên tố M thuộc chu kỳ 3 nhóm 5A của bảng tuần hoàn. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố M là bao nhiêu? Chu kỳ 3 nhóm 5A. Khả năng mình đoán nó là phốt pho đúng không em? Thì chúng ta viết cấu hình ra nha. 1S2. 2S2, 2B6, 3S2. Đây chúng ta viết đến chu kỳ 3 rồi nè. Nhưng mà nó thuộc nhóm 5A nên nó phải có 5E ngồi cùng của nhóm, ngồi cùng là nhóm 3. Ở đây mất có 2E ngồi cùng là nhóm 3 thôi. Chúng ta viết thêm 3B3 nữa là 5. Vậy tổng lại là 10, 15. Vậy là số hiệu nguyên tử của nó là 15. Ô thứ 15. Câu 27. Cấu hình E trong lớp ngồi cùng của nguyên tố X là 3S1. Oxit cao nhất của X có tính chất nào sau đây? 3S1 thì các em thấy rằng lớp ngoài cùng nó có 3S1, nghĩa là có 1E ngoài cùng. Thì nó là tính kim loại đúng không? Nhưng mà người ta nói là oxit nha. Oxit của nó thì nó là oxit 3 giờ, hay là tính 3 giờ nha. Oxit cao nhất của X nó có tính 3 giờ. Nó là gì? Nó thực tế nó là Na2O đó. Câu 28. Sắp xếp tính 3 giờ của natri hydroxit, Mg hydroxit và AlOH 3 lần theo chiều giảm dần. Thì các em thấy rằng ba cái nguyên tố này nó nằm trong một cái chu kỳ và đi từ trái sang phải luôn. Này ô thứ 11, ô 12, ô 13. Thằng này là hai kim loại kiềm và kiềm thổ ha. Thì chắc chắn là tính kim loại nó giảm từ trái sang phải và tính 3 giờ của nó phải giảm dần từ trái sang phải luôn. Nha. 3 giờ giảm dần. Thằng này là một 3 giờ mạnh, 3 giờ yếu. Thằng này là một cái lượng tính rồi, không? Lượng tính rồi. Nó nằm ở chỗ chuyển tiếp á, nó lượng tính. Nó lượng tính ở đây là nó vừa có tính axit và cũng có vừa tính 3 giờ luôn. Vậy là N, M, G, A, L luôn các em, sắp xếp theo chiều giảm dần luôn. Rồi phần 2 phần tự luận các em. Câu 1. Nguyên tử X của nguyên tố X có tổng số hạt là 48, số khối nhỏ hơn 33.
xác định điện tích hạt nhân của X. Số khối nhỏ hơn 33 nha các em. Bây giờ trong bài toán này chúng ta phải căn cứ vào điều kiện tổng số hạt. Thứ nhất là chúng ta sẽ có là tổng số hạt trong nguyên tử. Tổng số hạt trong nguyên tử của X là gồm có proton, neutron và electron. Thì chúng ta thường viết thành 2B cộng N. Trong đó mình nên gọi nha, gọi B là số proton. Còn N là số neutron. Đấy. Còn E là số electron, do E bằng B rồi thì viết thành 2B luôn nha. Là phương trình đầu tiên. Tiếp theo là chúng ta phải đi thiết lập cái điều kiện là đối với trường hợp là những nguyên tử mà có số hạt nhỏ hơn 82 đó, chúng ta có một công thức phụ là như sau. Công thức này là luôn luôn có là số neutron đó, nó luôn 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 lớn hơn số bằng số proton và nhỏ hơn bằng bằng 1,52 proton. Công thức này là công thức số neutron luôn lớn hơn số B bằng số B và nhỏ hơn 1,52 B. Yeah. Đến đây thầy sẽ sử dụng cái giả thiết này chúng ta sẽ làm bằng cách là thầy rút N ra bằng 48, chúng ta chuyển 2B sang đây trừ 2B. Chúng ta đẩy chữ N vào trong cái bắp phương trình này. Tôi tương đương B sẽ nhỏ hơn bằng, thay vào là 48 trừ 2B nhỏ hơn bằng 1,52 B. Chữ N này thầy thay là thành 48 trừ 2B ở vào ở giữa này. Đến đây chúng ta sẽ chuyển vế. Chữ N ở giữa thầy giữ lại. Bây giờ mình chuyển cái trừ 2B này sang bên vế này thì nó đổi dấu thành cộng 2B vào đây thành 3B. Và nhỏ hơn là chuyển qua đây cũng cộng vào đây luôn. Thành 3,52 B. Chuyển qua thì còn lại 48 nha, xin lỗi. Chuyển qua còn 48. Tại vì số 48 còn ở giữa. Chuyển qua còn lại 48 nha. Vậy là chúng ta sẽ có là gì? 3B nhỏ hơn bằng 48. Bắt phương trình số 1 chỗ này. Bắt phương trình số 2 chỗ này là 3,52 B lớn hơn bằng 48. Đây là nó lớn hơn bằng nha. Là 3,52 B lớn hơn bằng 48. Nên giải từng cái ra cho thầy. B sẽ nhỏ hơn bằng 48 mà chia 3 thì bằng 16, nhỏ bằng 16. Và B sẽ lớn hơn bằng, chúng ta lấy 48 chia cho 3,52 bằng 13,6. Từ đây mình sẽ có được cái điều kiện kết hợp, đó là B phải lớn hơn bằng 13,63 và nhỏ hơn bằng 16. Do B là số nguyên, vì số proton phải thuộc số nguyên nên suy ra B sẽ nhận các giá trị sau. Thứ nhất là 14, 15 và 16. Đến đây mình sẽ áp dụng cái điều kiện còn lại là số khối phải nhỏ hơn 33. Chúng ta phân ra 3 trường hợp. Đầu tiên là ứng với số proton 14 trước. Nếu proton bằng 14 thì rõ ràng mình suy ra được neutron sẽ bằng 48 trừ 2B. 48 trừ 2 nhân cho B là 14. 48 mà trừ cho 28 cộng 20. Suy ra số khối A sẽ bằng 14 cộng 20 là bằng 34. Nó lớn hơn 33 loại. Thì điều kiện đề bài là nhỏ hơn 33. Tiếp theo trường hợp thứ hai là proton bằng 15. Các em suy ra được số neutron sẽ bằng 48 trừ cho 2 nhân 15. 30 thì còn 18. Suy ra số khối A bằng 18 cộng 35. Cộng 15 thì bằng 33. Nhỏ hơn, cái này bằng rồi, loại luôn. Vì nó bằng 33 loại, nhỏ hơn mới được. Trường hợp cuối cùng B bằng 16.
suy ra số đo trong bằng 48 trừ cho 2 nhân 16 là 32. 48 trừ 32 còn 14. Suy ra số khối A sẽ bằng 16 cộng 16 là 32. Nhỏ hơn 33. Nhận. Vậy chúng ta đã tìm được cái số xác định được điện tích hạt nhân của x là vậy điện tích hạt nhân của nó là cộng 16. Cộng 16 nha, điện tích hạt nhân. Vậy có 16 rồi tông. Điện tích là tiếp tục câu số 2. Trong tự nhiên clo có hai đồng vị clo 35 và clo 37 nghi từ khối trung bình của clo là 35,5. Tính phần trăm về khối lượng của đồng vị clo 35 trong phân tử KClO3. Tính phần trăm về khối lượng. Thì đầu tiên á, trong cái clo trong đây á, là clo tính dưới dạng là nghi từ khối trung bình. Mà mình tính cái phần trăm khối lượng của clo 35 trong đây này. Thì mình phải biết được cái clo 35 chiếm bao nhiêu phần trăm. Thì thầy gọi x. Thầy gọi x là phần trăm. Hay là gọi AB đi. Gọi x phải y lần lượt. Là phần trăm của đồng vị 35. Của clo 35. Và clo 37. Thế nào? Đến đây mình sẽ có cái phương hệ phương trình như sau. Thứ nhất là các em sẽ có được hai phương trình. Không. Nếu mình gọi như thế này thì mình có hai phương trình thôi. Bây giờ thầy gọi vậy. Thầy gọi x là phần trăm x và 100 trừ x đi. Một ẩn thôi. Gọi x và 100 trừ x lần lượt là phần trăm đồng vị clo 35 và clo 37 được chưa? Gọi x và 100 trừ x tại vì tổng hai này phải 100%. Rồi đến đây mình sẽ có phương trình như sau. 35,5 35,5 bằng chúng ta lấy phần trăm nhân số khối này x nhân 35 là thành viết thành 35x cộng cho 37 nhân cái này chưa sau đó chia 100 rồi chúng ta tương đương nhân lên đây là 3550 nhân 100 vào đây nha bằng cái này là 35x trừ 37 cộng 3700. Bên đây mình giải là tìm x ha. Chỗ bên này là thầy sẽ tính thành âm 2x. Chỗ này 35550 trừ 150. Và x sẽ bằng 75. Vậy chúng ta có được cái phần trăm của đồng vị 35 là 75%. Vậy là CL35 chiếm 75%. Rồi bây giờ mình sẽ tính cái phần trăm khối lượng của đồng vị này nha. Phần trăm về khối lượng thì mình giả sử có một mol. Khi mình làm bài toán về phần trăm khối lượng á, nếu các em không hiểu bản chất á, chúng ta có thể tính trực tiếp từ cái nghiêng tử khối cũng như phân tử khối luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính theo khối lượng, chúng ta cứ giả sử có một mol cái chất này đi. Bây giờ mình giả sử có một mol. Bước này không cần làm cũng được, nhưng mà mình làm một mol thì một mol cái chất này thì có cái khối lượng đúng bằng phân tử khối luôn. Một mol KClO3. Đúng không? Nếu mà có một mol KClO3 thì mình sẽ suy ra có một mol clo. Em hình dung không? Tại vì KClO3 này nó có một kali, một clo, ba oxy. Cho đó một mol KClO3 thì tương ứng với một mol clo. Nên chúng ta suy ra được này. Số mol của clo trong đây sẽ bằng một mol luôn. Được chưa? Thực tế số mol là lượng chất, chính là số hạt. Ví dụ một mol chất này thì có là 6,023 nhân mũ mũ lý thừa 23 phân tử này thì tương ứng với 6 nhân mũ 23 nguyên tử clo nên nó cùng số mol luôn nha. Rồi sau đó các em thấy là cùng số mol chưa? Từ đó nhưng mà các em biết rằng cái clo này là một mol là gồm có clo 35 và clo 37 luôn. Do đó các em sẽ suy ra được cái số mol clo 35 sẽ bằng
nó chiếm 75%, do đó nó sẽ là 75 chia 100 của cái số 1 này, nên nó không 75. Giờ rất là dễ hình dung đúng không nào? Nghĩa là 1 mol clo thì sẽ có 75%, nghĩa là 0.75 mol clo 35 thì còn lại là 0.25 mol clo 37 thôi. Chưa? Có được cái này rồi thì các em sẽ dễ dàng suy ra được khối lượng của clo 35. Khối lượng thì bằng bao nhiêu? Số mol nhân cho số khối. Đấy. Không phất 75 nhân cho 35, 26.25 gram. Đấy. Vậy là trong một mol cái KCl3 này nó sẽ tương ứng với nhiêu đây gram của clo 35. Vậy chúng ta sẽ có được cái gì? Mà khối lượng của KCLO3 sẽ bằng, tính luôn nha, số mol nhân M lớn, khối lượng thì lấy số mol là 1 này, thì bằng phân tử khối luôn đó. Số mol này nhân M lớn này, K là gì, là 39. Cỡ lo là lấy nghiêng từ khối trung bình là 35.5. Cộng O3 là 48, 16 nhân 3 là 48. Đấy, em tính ra bằng 122.5. Rồi. Vậy để tính được phần trăm clo 35 thì mình lấy khối lượng clo 35 chia tổng khối lượng chia phân tử khối thôi. Vậy phần trăm khối lượng của clo 35 sẽ bằng, lấy là 26.25 chia cho 122.5. Chuyển về phần trăm chúng ta nhân 100% ở đây. Bằng chia 122.5 nhân 100. 21.43%. Đó. Vậy là phần trăm khối lượng của nó chiếm 21.43%. Chưa các em? Câu cuối cùng, câu số 3. Hai nguyên tố AB đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ của bảng tuần hoàn và có tổng số điện tích hạt nhân là 25. Xác định vị trí của hai nguyên tố AB trong bảng tuần hoàn. Bây giờ để tìm được cái vị trí là tìm được cái số O hay là mình tìm số Z đó. Giờ đầu tiên mình tìm số Z trước. Thì các em biết là thầy gọi Z. Thấy không? Chính là số điện tích hạt nhân. Z là số hiệu nguyên tử của A đi. Chưa? Do vì B đứng kế... AB đứng kế nhau thì dẫn đến là cái B nó phải hơn A một đơn vị kế nhau trong cùng một chu kỳ. Có nghĩa là nó hơn kém nhau một cái đơn vị điện tích hạt nhân thôi. Do này thì gọi nó là Z rồi, thì bằng hạng B nó kế tiếp nó sẽ là Z cộng 1. À, gọi Z là số hiệu nguyên tử của A thì suy ra Z cộng 1 chính là số hiệu nguyên tử của B. Đấy. Lúc này chúng ta có phương trình đầu tiên theo đề bài là tổng cái điện tích hạt nhân là bằng 25. Có nghĩa là chúng ta sẽ có Z cộng cho Z cộng 1 bằng 25. Và chúng ta sẽ có được 2Z bằng 24. Suy ra Z bằng 12. Z bằng 12 chứng tỏ rằng A là nằm ở ô thứ 12 và B sẽ nằm ở ô thứ 13. Chưa? Vậy chúng ta sẽ có là vậy nguyên tố A có Z bằng 12, B có Z bằng 13, đúng không? Đến đây mình sẽ viết, mình nói cái ô nha, chu kỳ và nhóm thôi. Các em viết cấu hình của A ra, cấu hình của A ra. 1S2, 2S2, 2B6. Nên A sẽ thuộc ô thứ 12 này, thứ nhất này. A nằm ở ô thứ 12. Thứ hai là A thuộc chu kỳ 3. Vì có 3 lớp electron. Theo là A thuộc nhóm 2A. Vì có 2 ion ở cùng. Ừ.
vì có 3 lớp. Chưa? Rồi, được rồi, đủ rồi, chúng ta chỉ cần giải thích ba cái này thôi. Không cần phải nói thêm tính kim loại phi kim gì cả. Tiếp theo, tương tự cái B chắc chắn là nó ô thứ 13 là nhôm rồi. Vậy chúng ta có nguyên tố B là có Z bằng 13 thì cấu hình của nó sẽ là 1S2, 2S2, 2B6, 3S2 và 3B1. Thì đầu tiên chúng ta có B này nằm ở ô bao nhiêu? Ô thứ 13. Rồi B thuộc ở chu kỳ 3 luôn. Cùng chu kỳ mà. Vì có 3 lớp và B thuộc nhóm 3A. Thì có 3E trong lớp ngoài cùng. Đấy. Câu này rất là dễ đúng không? Hai câu trên nó sẽ khó hơn so với câu số 3 này. Câu số 3 này khá đơn giản. Vậy là thầy đã hoàn thành xong cái đề thi cho các em chuẩn bị bài thi giữa kỳ. Thầy cảm ơn các em theo dõi video nhé. Thân mến chào các em.